Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về viết số tự nhiên trong hệ thập phân trang 20 toán lớp 4. Thì ở bài này mình sẽ sửa cái đề lại nha các bạn, sửa cái đề lại để cho các bạn dễ hiểu. Đó là viết số tự nhiên theo hàng, được chưa ạ? Các bạn hiểu như vậy. Còn cái hệ thập phân là như thế nào? Khi các bạn lên cấp 2 trở lên, người ta sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách cẩn thận nhất, được chưa ạ? Thì cái này gọi là bài viết số tự nhiên theo hàng. Ví dụ thì bước đầu tiên các bạn phải xác định số đó có bao nhiêu hàng. Ví dụ như 1, 7, 8, 5 thì số này có bao nhiêu hàng. Thì cách thứ nhất đó là các bạn đếm giúp mình thì đếm từ tay phải nè sang tay trái, 1, 2, 3, 4, để có 4 hàng, hay nói cách khác là số có 4 chữ số, được chưa? Cách hai đó là dựa vào số hàng của nó. Thì cái này các bạn buộc phải nhớ nè, học thuộc. Thì từ tay phải chữ số 5 thuộc hàng đơn vị, chữ số 8 thuộc hàng chục, chữ số 7 thuộc hàng trăm, chữ số 1 thuộc hàng nghìn. Cứ tiếp tục như vậy sẽ các bạn sẽ có chục nghìn, trăm nghìn, rồi tới triệu, chục triệu, trăm triệu, vân vân và vân vân. Ok chưa? Vậy ở đây các bạn khẳng định là số có 4 chữ số, gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè và hàng nghìn. Ok chưa? Rồi các bạn hãy viết 1, 7, 8, 5 theo hàng các bạn. 1, 7, 8, 5 theo hàng nè, gồm có thứ nhất chữ số 5 thuộc hàng đơn vị. Sau số 5 mấy số ạ? Không có số nào thì các bạn viết lại 5. Ok chưa? Tiếp tục số 8, sau số 8 một số nè. Vậy là 8 thêm 1 số 0. Tiếp tục số 7 nè, sau số 7 1 2, vậy là 7 thêm 2 số 0. Tiếp tục số 1, sau số 1 mấy số ạ? 3 số thêm 3 số 0. Được chưa? Thì đây được gọi là viết số tự nhiên theo hệ thập phân, hay nói cách khác viết số tự nhiên theo hàng. 1, 7, 8, 5 gồm có 5 đơn vị, 8 chục và 700 và 1 nghìn. Ok chưa? Các bạn hình dung chưa? Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ vào bài tập. Mình cho bài tập nha các bạn. Đây, bài tập. Đó, đây, bài tập. Thì viết theo mẫu. Thứ nhất là đọc số nè. Thứ hai là viết số nè. Thứ ba là số đó gồm có nè. Đây chính là viết số tự nhiên theo hệ thập phân, là ở cột thứ 3, cột thứ nhất nè, cột thứ hai nè và cột thứ ba. Cột thứ ba chính là viết số theo hệ thập phân, được chưa? Thì để giải quyết bài này các bạn phải nhớ từng hàng một. Ví dụ như cái hàng thứ nhất nè, đây nè, 880.712. Thì các bạn thấy rằng 80.712 thì gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè, 80. Thì các bạn nhớ giúp mình chữ mươi chính là chữ chục, rất là chữ chục, thì sẽ có 80.000 và hàng chục nghìn. À, rồi được chưa? Rồi mỗi một cái cột như thế này các bạn hãy điền một số, rồi bắt đầu điền nha các bạn. Các bạn đọc đề này nè, 80 là 80,
là hàng chục nghìn nè, 80 nghìn, được chưa? 80 ở hàng nghìn là 80 nghìn. 700, 7 vậy là 7 hàng, hàng trăm. 10 chính là 10 các bạn. 10 chính là 10. 2 chính là đơn vị, được chưa? Ok chưa? Rồi các bạn đọc lại nè. Đọc lại nè. Khi các bạn đọc theo lớp, cứ 3 hàng thuộc lớp. Cứ 3 hàng thuộc một lớp. Được chưa? Rồi đọc nè. 8 không gọi là 80 nghìn, 700, 10, đọc là 12 đơn vị. Nếu bạn nào vẫn chưa biết cách đọc số nha bạn, từ 1 chữ số đến 15 chữ số, thì các bạn nên tìm những cái bài toán liên quan về đọc chữ số giúp mình nha, được chưa? Rồi thì từ đây các bạn sẽ nhìn vào, các bạn nhìn mình nè, nhìn vào đây các bạn thấy là 8 gì ạ? Các bạn đọc nè, từ đây các bạn chuyển viết số tự nhiên ngày qua hệ đặc quân nè. 80 nghìn, 0 nghìn, 700, 10, 2 đơn vị. Ok không? 80 nghìn, 0 nghìn, 700, 10, 2 đơn vị. Và hàng nghìn là số 0, 0 nghìn các bạn có thể không cần ghi nghe các bạn, không cần ghi, được chưa? Không cần ghi, ok chưa? Rồi tương tự bài, những cái bài còn lại các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và gặp lại mọi người. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.